Xem em thơm tiểu lâm công thần sàn. Đây là em thơm và yên vái nha các bạn. Em mới đang tỉa tiểu lông. Đây tay rất dẻo nha, mới đầu tay cứng lắm. Đây đang luyện này. Màu đánh thô các bạn. Ẩm ra, xong bắt đầu mới xử lý bút và bắt đầu mới tỉa lên như thế này. Đấy, tay dẻo chưa? Dẻo như tay con gái mà. Tất cả có khi tỉa lông công là phải nín thở nha. Nín thở để tỉa. Nín thở bóp cò. Nín thở bóp cò này, tay rất dẻo. Khen một tí là tay run run này. Đúng rồi đấy. Khổ lắm. Màu đang hơi loãng này. Loãng quá. Đây cái tỉa giật từ dưới lên trên là bài nó sẽ đẹp hơn. Nó màu nó hơi loãng là dưới. Xong một hồi vật lộn thì em thấy kinh nghiệm rút ra để làm lông công tốt thì làm thế nào? Bàn tay làm màu loãng, màu sánh, màu sánh sánh sánh. Đây, màu rất sánh nha. Rồi làm nhanh tay một xíu, càng chậm càng run. Càng rụt rè càng chết đúng không? Bạo tay vào đúng cái đường quấn xuống này, xong rồi lại quấn ra này, xong rồi lại quấn vàng. Tí nữa mình có thể tan thêm mà chạy đều song song hai bên thì nó sẽ cân đối hơn, mình dễ điều chỉnh hơn. Đứng tay lên lúc này ta phải hơi đứng lên, không có quá cao lên thì đứng lên thì đứng lên là không ạ. Nên khó hơn. Em bắt cái ghế cao, chồng hai ghế vào nhau. Ngồi thì nó có điểm tựa hơn mình đứng. Hơi khó. Khó cực, run tay lên. Bên phải dễ hơn à? Bên kia nó đang ở bên này, mình đang bị vẹo vẹo. Nín thở đi. Đều nét đứng bút lên thôi. Hơi đứng bút lên thôi. Cuối cùng xong hả? Bây giờ lên lớp đầu tiên, lát nữa thì bạn ấy sẽ phải lên 2-3 lớp nữa. Nhưng lớp sáng tươi hơn. Kiểm tra màu hơn các bạn.
phải đứng bút rồi. Hơi cọp, cọp vàng cái cũ rồi, đè lên cái cũ rồi. Lực vẫn đều. Tay vẫn hơi run là mình chưa quen lắm rồi. Tỉa hết cái đuôi lông công này là sành sỏi ngay ha. Tỉa lông công mình ngồi thoải mái, tư thế thoải mái, tay thoải mái, vặn cái cổ tay nó hơi dẻo dẻo hơn một chút. Tay nó êm chưa gì. Cua rộng xong mắt cái nọ đè cái kia thì mới sáu mươi lăm phần trăm, bữa trưa xíu giảm đến 50%.